Lại một sản phẩm nữa của dòng Casio. Và sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta là cây Casio PX700. Và tôi là Thiên Chức đến từ Piano Hay. Hãy phóng cho tôi một tim và một follow để trong tương lai tôi có thể ra những sản phẩm và chất lượng video tốt hơn. Xin cảm ơn. Về tổng quan thì đây là một cây đàn đầy đủ các chức năng, ví dụ như demo này, đấy, metronome, máy đập nhịp, và có rất nhiều các loại tiếng có thể thay đổi khác nhau. Tất cả các chức năng đều được ẩn ở dưới bàn phím hết, nên là chúng ta sẽ thu gọn được một cái khoảng diện tích rất lớn để nó tối giản lại cái kích thước của đàn. Nên là cái cây đàn này tổng thể thì nó rất là nhỏ gọn, trẻ trung, năng động, rất là phù hợp với tất cả các bạn có sự nhiệt huyết, sự máu lửa và sự chăm học hỏi. Chi tiết về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại trên màn hình.